Thu Thủy xin kính chào quý khán giả. Trong tinh thần giúp đỡ đồng hương của người Việt quốc gia hải ngoại, cũng như lòng bác ái trong Thiên Chúa Giáo Kitô, cùng tấm lòng từ tâm của Phật giáo, Ủy ban cứu trợ cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ cùng với Hội đồng Giáo sứ Thánh Pedro và Paulo và Tu viện Quán Âm Nam Hải tại Panama City đã chung tay tổ chức một buổi cứu trợ những nạn nhân bị thiệt hại từ cơn bão Michael tháng 10 vừa qua, với hy vọng chia sẻ bớt phần nào lo âu cho quý đồng hương. Sợ lắm chị, sợ lắm, rất là sợ, tại vì thấy gió nó thổi bay cái hàng rào rồi xong rồi rầm đến nỗi mà phải trốn dưới trong dưới nệm á, phải cái nệm để chéo qua nằm ở phía dưới nệm á, rồi cầu nguyện nằm ở dưới gia đình nằm cầu nguyện thôi, tại vì nó rao rất là sợ, nghe cái tiếng rất là sợ. Khi mà xong bão một cái mở cửa em thấy xung quanh nhà cửa bay nóc bay ấy, trời, nhìn cây có cái cây cột điện bự mình ôm không hết, mình nó ngã gãy luôn chị, gãy nó ấy luôn, cho nên là thấy trời em không tưởng tượng ra được là nó ghê như vậy đó. Cái nhà chóc nóc hết rồi, cái dòm không tôi tưởng tượng nổi, rồi cái ba cái insulation nó gớt xuống, rồi cây tường nó ướt, cái nó cái floor, cái thảm nó ngập hết trơn, đi không được đó, không có ở được, không có trợ giúp gì nhiều. Tụi Pima đó lợi cái chụp hình phỏng vấn được mà không có giúp gì hết trơn á, nói có bảo hiểm nhưng mà cái nhà đó đem mịch kêu cái tuổi công cha lợi nó đòi 235.000 sữa mà bảo hiểm nó chỉ đền cho tôi có 28.000 à, rồi cái bây giờ cái nhà cũng 2 tháng mấy rồi mà vẫn chưa có điện, rồi cầu tắm rồi nó cũng văng hết trơn, rồi cái giờ cái kêu người ta lại clean nó tại vì nó hôi lắm cô bên. Cái tháo tường, tháo ceiling độ giờ còn là cái sườn gỗ, nhà cửa, cái xóm nó tiêu hết trơn, tiêu điện. Giờ cái thành ra rất là buồn. Bây giờ cái chưa có bảo, còn đợi bảo hiểm chưa có sửa nữa. Rồi tới bây giờ 2 tháng mấy rồi mà chúng cũng chưa có điện. Đó. Thành ra rất là khổ với lại buồn, thấy cái trong vòng mấy tiếng đồng hồ cái tiêu tan hết, thành ra giờ không có muốn cái ham muốn cái gì nữa hết trơn. Qua đây 1973. Dạ. Giờ cái giờ gần 71 tuổi rồi cô, cái giờ cái chịu cái cảnh này thành ra cái thấy buồn cô biết không, đó già rồi, cái giờ cái tưởng đâu an nhàn, giờ gặp cái cảnh này là mới bị cái cảnh này vậy đó, thành ra rất là buồn. Mà nhiều người bị chung cảnh ngộ chứ không phải mình tôi, với lại cái xứ này nhiều người cũng tốt lắm cô, thành ra không có bị chết nhiều, thành ra cái của nó đi nhưng mà mình còn cái mạng là cũng còn hên đó cô, cũng còn may mắn. Tên tôi là tên Nga, sống ở đây là sang Mỹ là 28 năm. Mỗi tuần cô đi lễ thì cô thấy nói, cha nói rằng là bây giờ người nào có ấy thì biên tên vô thì cô biên tên vô thôi. Chứ còn cô cũng không có biết, có cái cô ấy làm trong bookkeeper đây thì cô để một cuốn sách ra rồi ai tự động biên tên vô thôi, biên tên nhà, biên tên địa số phone rồi địa chỉ thôi. Em là Kim Châu Lopez, danh tiếng của em ở chùa là Bảo Châu. Em thay mặt cho chùa của em là Quan Âm Nam Hải. Em thay mặt cho sư phụ của em trả lời cho chị mấy câu. Bão năm nay là tháng 10, ngày 10 Tây 2018. Biết là bao nhiêu người ở đây là bị nạn, nhiều lắm. Có một cái giúp đỡ này là thành thật cảm ơn. Sư phụ của em thì cũng đi xin chỗ này xin kia để cho Phật tử được giúp đỡ một chút phần nào. Những người sư phụ thì báo tin cho những người Phật tử ở đây. Rồi những người Phật tử ở đây thì có gia đình ở đây, rồi với lại bà con ở đây thì phần Việt Nam mình thì cũng nhiều. Một người biết thì mấy người kia cũng báo tin để cho mấy người kia biết, người ta mới lại biên điền đơn nộp lên cho sư phụ của em, rồi sư phụ của em sẽ gửi đi. Em cũng cảm ơn ở mấy tỉnh khác lại giúp đỡ cho Panama City ở đây. Nhưng mà em cũng muốn những người mà chưa có lại chùa với lại nhà thờ đó thì cũng không có muộn đâu, thì cứ lại đằng chùa thì sẵn sàng sư phụ của em cũng làm sao để cho họ được một số tiền để phụ cho gia đình người ta. Ở trong cái ủy ban cứu trợ này đều trải tấm lòng ra, mọi người đều trải tấm lòng ra, quý vị có thể thấy được những cái gương mặt từ xa tới, không có phân biệt cái gì là địa phương này hay địa phương khác, mà chúng tôi chỉ biết trải tấm lòng ra làm những việc thiện từ ái để mà giúp đỡ mọi người, mang một chút tình từ phương xa tới để gọi là mang tới gọi là ấm áp tấm lòng của quý vị.
qua những cái cơn bão vừa qua. Vì vậy, nếu mà quý vị nhận được, nó ít ỏi, nhưng mà hãy nhớ rằng đó là nhiều gia đình. Thành ra xin quý vị thương dùng là của tuy tơ tóc nghĩa so nghịch trục. Đã quy tụ và tìm bằng mọi cách để thực hiện cái chương trình cứu trợ để đến giúp đồng bào bớt cái cảnh màn trời chiếu đất. Lập ra một cái ủy ban cứu trợ này đó thì trong tương lai nếu có ai đồng hương chúng ta bị nạn thiên tai thì chúng tôi sẽ tới giúp ngay. Tổng số của tiền của chúng ta nhận được từ các nơi là 69.822 đồng. Thì chúng tôi có đồng hương ở đây và cũng có một số đồng hương ở gần đây nữa thì chúng tôi sẽ chia trọn số tiền này đến quý đồng hương. Và thêm vào đó thì cộng đồng Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đã tới đây đã phát cho quý vị một số tiền rồi, hình như tôi nghĩ là 300. Và các cộng đồng ở North Carolina đó cũng giúp những nạn nhân ở trên vùng như là thành phố New Bern, Wilmington, người ta đã giúp ở trên đó. Hôm nay cái số tiền này là để giúp các nạn nhân Panama City. Kính thưa quý vị, đến tận nơi, nhìn thấy những dấu vết tàn phá vẫn còn đang lưu lại tại Panama, mới cảm nhận được hoàn cảnh khó khăn, chật vật, thiếu thốn mà những nạn nhân đang phải đương đầu, nhất là trong những ngày lễ Tết sắp đến. Hy vọng quý đồng hương, trong điều kiện có thể, hãy hỗ trợ cứu giúp những nạn nhân nơi đây, mong họ sớm trở lại cuộc sống ổn định. Thay mặt cho các vị đồng hương tại thành phố Panama, thì mình thấy là rất là may mắn là thứ nhất là mình đã nghe là đây là đầu tiên tất cả chủ tịch đều có mặt cùng nhau để mà giúp cho nạn nhân ở tại thành phố đây, đều rất là quý, mình nghe rất là cảm động. Mà tôi rất cảm ơn là cái cộng đồng Việt Nam rất là nhiệt tình, đã chịu khó ở đường xa lại đây để mà cứu trợ cho đồng bào như vậy. Cái đó là dây cái nghiệp rất là tốt, cô biết không, là gieo giống bồ đề. Thành ra cầu Phật trời với Chúa phải phù hộ cho các quý anh chị, mấy bác, mấy chú đi đã bỏ công lại đây sẽ được hưởng cái phước báo. Hy vọng rằng với món quà nhỏ của ít lòng nhiều từ Ủy ban Cứu trợ Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ sẽ đem đến quý nạn nhân chút hơi ấm trong lòng khi năm mới về. Kính chúc quý đồng hương một năm mới thành công luôn tới, sức khỏe tuyệt vời, may mắn khắp nơi, làm nhiều điều mới. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Thu thủy tường trình từ Panama City, Florida.